Chào mừng quý vị quay trở lại với Thảo Dung Toyota Tân Cảng. Và bên Dung vừa về một mẫu xe mà rất là được khách hàng mua xe đã qua sử dụng ưa chuộng ha. Có xe về là bán cực kỳ nhanh luôn. Trước mặt quý vị đó là mẫu Toyota Brush, xe 7 chỗ nha quý vị. Đây được định giá là dòng 7 chỗ giá rẻ của Toyota ha. Tuy nhiên vẫn là xe nhập khẩu và đi cực kỳ bền và tiết kiệm nhiên liệu nha quý vị. Đó, thiết kế thì khá là hiện đại ha, chứ không hề mà quê mùa hay là quý vị nghĩ là xe giá rẻ thì sẽ không ok nha, không phải vậy. Đó, Toyota luôn chú trọng vào chất lượng và xe này vẫn được chăm chút về thiết kế nha quý vị. Form SUV gầm cao 7 chỗ ha. Lúc ra mắt thì được gọi là tiểu Fortuner nha quý vị. Đó, mời quý vị đánh giá qua một vòng ha để mình xem cái nước sơn đồ này kia, chất xe nó còn như thế nào. Mâm vỏ thì xe này bên Dung về chưa có làm Marukuri cho nên là Dung quay luôn để quý vị xem được cái chất xe ha. Còn lúc mà bên Dung đã hoàn tất cái gói làm đẹp độc quyền rồi thì nó sẽ đẹp như xe mới quý vị nha. Đó, lung linh ha. Đó, một vòng quanh xe, xe này màu bạc đời 2018 nha quý vị. Bên Dung đang chào bán với giá là 580 triệu đồng. Đó, có hỗ trợ trả góp, không cần chứng minh thu nhập nha. Đó, màu bạc ha. Form xe thì quý vị thấy rất là đẹp. Nó là form SUV mà. Đó, mọi chi tiết thì đều tập trung để nhấn mạnh form xe là form SUV ha. Rất là đẹp và hiện đại nha. Đó, màu bạc, xe này biển tĩnh nha quý vị. Rồi mình đi vào chi tiết luôn ha. Cụm đèn nè quý vị. Cụm ở đây là cụm đèn là đèn full LED hết rồi nha. Quý vị đi buổi tối cho ánh sáng màu trắng rất là sáng, rất là đẹp. Đó, cụm đèn gầm nè. Thì phần ốp đèn gầm này quý vị là được sơn tĩnh điện nha. Đó, chứ không phải là sơn bóng bình thường nên quý vị đi buổi tối nó rất là đẹp ha. Rồi phần ga lăng này, ga lăng cũng được sơn tĩnh điện, quý vị thấy ra nắng nó rất là bóng ha, rất là đẹp, buổi tối đi cũng đẹp nữa. Xe màu bạc ha, 2018. Đó, cụm đèn phía bên này thiết kế cũng sắc sảo quý vị. Đó, còn đây. Rồi mình xem qua cái gầm luôn nha quý vị. Đó, 2018, xe này đi 48.000 cây nha quý vị. Đó, quý vị yên tâm là gầm bệ thì bên Dung cũng sẽ xử lý, và xe đã qua sử dụng mà sẽ có những vết trầy xước thì bên Dung sẽ đánh bát sơn lại cho quý vị. Sơn là sơn nguyên mãn và là nước sơn chính hãng luôn, quý vị hoàn toàn yên tâm ha, không lo lệch màu hoặc là sơn đẻo như bên ngoài ha. Rồi cái mâm bên này quý vị thấy nè, mâm còn cái dấu son của mâm luôn ha. Mâm xe này hiện đại quý vị nha, là mâm phay có hai màu. Đó, rất là trẻ trung, phần SUV mà. Đó, phần hông xe thì có một cái nẹp, cái này chủ lên nè quý vị. Đó, nẹp phần xe để cho nó cứng cáp ha. Rồi tay ốp, tay nắm cửa xe này có nút bấm nè quý vị, là khởi động bằng không, khởi động thông minh bằng nút bấm ha. Đó, số tự động, động cơ 1.5. Rồi góc bên này để quý vị xem được những cái đường dập nổ quanh xe này, nó còn thẳng tắp từ phía sau ra đến phía trước ha. Đó, nguyên vẹn, động cơ hộp số cũng còn nguyên zin. Quý vị mua xe chính hãng thì nó sẽ có những cái quyền lợi riêng mà mình được cái là mình yên tâm, bởi vì chiếc xe cũng là một tài sản mà, mà nó lại quan trọng là nó bảo vệ cả gia đình mình nữa ha. Rồi, cụm đèn phía bên này nha quý vị. Đó, thiết kế thì cụm đèn thiết kế nè. Đó, vẫn được chú trọng là tạo một cái cảm giác là trẻ trung nha. Đó, tổng thể phía sau nè quý vị ha, 7 chỗ gầm cao. Xe này có trang bị camera da luôn rồi nè quý vị ha. Còn xe theo xe thì mình sẽ có hai cái cảm biến. Đó, quý vị mua lời được camera da rồi, đi vô tư. Xe gầm cao, leo lề đi đường trường, không có ngại ngập nước đâu quý vị ha, rất là yên tâm. Đó, màu bạc, đi bền màu nữa, rất là sáng. Rồi mâm bên này đó, cũng còn dấu son luôn nha quý vị, son trên mâm nè. Nhưng rất là thích cái bộ mâm của chiếc xe này, rất nhìn nó hiện đại quý vị nha. Xe động cơ 1.5 máy xăng nha, nhập khẩu Indo, đi rất là bền và tiết kiệm nhiên liệu nha quý vị. Đó, nội thất phía bên này luôn nè quý vị. Thì quý vị thấy là sẽ có những cái chi tiết giả da ở đây ha, ở đây cũng vậy, giả da. Và xe này đã được chủ lên bộ ghế da hai màu, tông màu đen và màu be quý vị ha, cũng khá là hài hòa với xe. Rồi phía sau nè, mình ngồi được hai người, còn không thì quý vị gập lên thì mình có một cái khoang nội thất cực kỳ rộng ha, để chở đồ. Mình đi 5 người chở một
rất là nhiều đồ phía sau. Đi xa lâu ngày di chuyển, chuyến đi dài ngày vẫn vô tư nha. Còn ở phía này là mình có những cái cửa gió nè để băng ghế phía sau không có lo bị nóng. Mà rồi ở đây mình có đèn trần ha, quý vị yên tâm là dàn lạnh của Toyota thì có tiếng rồi đó, xe mới về đây quý vị. Ngồi thấp nhìn từ phía bên này ha, đó thấy. Nhưng này thì chưa được vệ sinh nên quý vị sẽ cảm giác là nó hơi không có được sạch lắm, nhưng mà khi mà bên Dung tắt ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, xử lý qua rồi thì nó sẽ đẹp. Quý vị yên tâm, vừa đẹp vừa đảm bảo vệ sinh cho cả gia đình mình luôn nha. Không có lo mà chủ trước bị bệnh về đường hô hấp hay như thế nào đó, thì mình yên tâm là bên Dung đã làm rất là kỹ rồi, theo tiêu chuẩn Nhật Bản nha. Rồi, ở phần tapi này thì quý vị thấy là vẫn cũng có những cái chi tiết giả da màu, sáng màu hơn ha. Đó, tông màu, hai màu cũng khá là hài hòa. Thì chủ trước cũng đã lên bộ cái da khá là hài hòa với tapi này rồi. Nếu mà vị không thích thì mình có thể lên bộ cái da khác ha. À, không sao hết, theo sở thích của mình. Xe thì chúng thấy là 30.000 cây vẫn có những vết trầy xước nhất định, thì quý vị yên tâm là bên Dung sẽ xử lý cho quý vị phần này nha. Rồi cái mâm bên này nè quý vị, à, vẫn còn những dấu son đó của cái mâm phía trong, quý vị xem nè. Yên tâm là gầm bệ vẫn còn y tinh ha, động cơ hộp số nguyên zin không tháo rã, có cam kết chất lượng cho quý vị, không đâm đụng, không ngập nước nên mình yên tâm. Giá thì chỉ có 580 triệu thôi, có ngay một chiếc xe 7 chỗ SUV nhập khẩu của Toyota, đi bền mà lại tiết kiệm nữa nha quý vị. Đó là những lợi thế. Mình coi qua cái một vòng cái nội thất từ phía bên này ha. Vô lăng này có bọc vô lăng luôn rồi. Đó, xe mình là khởi động thông minh bằng nút bấm nè. Đó. Đó, quý vị nghe tiếng máy không? Đó, xe này động cơ nào, đồng hồ nào quý vị, 48.000 ha. 1.5. Đó, đầu DVD, tapi rồi mọi thứ còn rất là đẹp, ghế da ngồi cũng rất là êm ái ha quý vị. Cần số hay. Đó. Nói chung là đơn giản vậy thôi, một mẫu xe 7 chỗ, giá rẻ, cực kỳ tiết kiệm, đi được cả gia đình. À, những hành trình dài thì mình không có lo thiếu chỗ để đồ ha. Đó, đó quý vị nào đang tìm một mẫu 7 chỗ giá rẻ thì vui lòng liên hệ với Dung theo số điện thoại 0888 224 668 để Dung hỗ trợ quý vị sở hữu xe nhanh chóng và tiết kiệm nhất nha. Đừng quên là bên Dung có thu xe đã qua sử dụng tất cả các hãng với giá cao nhất thị trường, thu mua tận nơi, giao dịch nhanh chóng, quý vị nhận tiền ngay luôn nha. Rồi, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.